Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Auto. Ở clip trước thì em cũng đã giới thiệu đến toàn thể tất cả các bác về ngoại thất bên ngoài và nội thất bên trong của con Acufabe Pro 10 rồi. Thì ở clip này thì em xin phép được quay để test cho toàn thể tất cả các bác một ca khúc nhạc vàng trên đôi loa 4732X ghép với lại chiếc đẩy Acufabe Pro 10. Hiện tại em đang có hai con Acufabe Pro 10 và hai con Acufabe Pro 5. Thì mọi nhu cầu chi tiết các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại 077 922 8891 để em có thể được gửi hình ảnh chi tiết nhất để tư vấn cho toàn thể tất cả các bác nhé. Sau đây mời toàn thể tất cả các bác lắng nghe một ca khúc trên chiếc Acufabe Pro 10 này. Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau, hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi độ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa, còn phiêu bạt mãi đâu em ơi. Đời em bao ngày nắng mưa dãi dầu, về đây em có bàn tay nhỏ đến thâu, đốt đèn trong lửa cho nhau, quên chuyện đắng cay cơ cầu. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau, để cho duyên lỡ nhị cầu. Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau, hai đứa chung vui hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi độ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa, nào hay chiều bên con tàu. Em ơi giờ đây em còn phiêu bạt mãi đâu em ơi. Đời em bao ngày nắng mưa dãi dầu, về đây em có bàn tay nhỏ đến thâu, đốt đèn chấm lửa cho nhau, quên chuyện đắng. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau, hai đứa hai nơi cũng một tấm sâu. Anh hỡi bên đây vẫn nhiều hoa đào, mà người cũ đã đi đâu. Để cho duyên lỡ thank you.
một ca khúc nhạc vàng em test trên con đẩy Acouphase Pro 10 và kết hợp với đôi loa JBL 4732X. Thì mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại 077 922 8891. Và bây giờ em xin phép kết thúc video ở đây. Các bác có thể bấm vào nút đăng ký kênh và bấm một nút chuông để theo dõi những video clip về những sản phẩm mới của bên em. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại.